Hello anh em, quay trực tiếp tại xưởng độ xe Trung Auto cho anh em xem là có những chiếc xe gì và đang làm những dịch vụ gì nha. Phía bên này thì mình có một chiếc xe CRV này đang đợi lắp Unbox này. Một chiếc xe cũng là một chiếc xe CRV vừa lắp màn hình liền cam xong thì các bạn đang hướng dẫn khách hàng. Phía trong này thì mình có hai chiếc xe là một chiếc xe Ford Everest và Ford Territory này. Hai chiếc xe khá là hầm hố luôn, đang dán phim cách nhiệt. Đấy, dán phim cách nhiệt thì bên mình đang được sale khoảng 2 đến 30% và có rất nhiều quà tặng đi kèm nữa, thì mọi người nhanh tay sang bên mình nha. Ở đây thì mình có một chiếc xe Antis cũng qua để lắp màn hình TechVat TX24, màn hình liền cam 360. Cái mã màn hình này thì bên mình giới thiệu khá là nhiều rồi. Vừa màn hình Android này, vừa cam 360 và mức giá đang được sale từ 11 triệu 8 xuống chỉ còn 8 triệu 8 thôi. Với cấu hình là RAM 2GB, ROM 32GB, mức giá như thế là rất là phù hợp. Nên là khách hàng lựa chọn rất là nhiều, vừa có màn hình vừa cam thì hỗ trợ lái xe nó an toàn hơn. Có cả bản đồ Việt Map Live cho anh em. Đấy. Chiếc xe này thì đang đợi thi công. Đây mình có một chiếc xe Fortuner làm cũng rất là nhiều đồ này. Đấy. Cách âm chống ồn full xe luôn, bạn quay kỹ giúp mình nha. Đấy, cách âm chống ồn full xe này. Thảm sàn trải sàn của Lavo này màu nâu cực kỳ là đẹp luôn, dày dặn. Đấy, dễ dàng vệ sinh mà sạch sẽ. Thêm một quả loa sắt gầm ghế nữa. Đấy, vừa có loa này, nghe hay, xong rồi cách âm chống ồn nữa thì ở trong xe nghe nhạc thì rất là phê anh em ạ. Đây. Chiếc xe này thì khách hàng cũng đã lên một chiếc màn hình Android của GoTech nha anh em. Bên này là một chiếc xe VinFast Lux SA này, lên màn hình TechVat 13 inch mọi người, màn hình siêu to luôn, màn hình như màn hình VF8 luôn. Đấy, màn hình liền cam 360. Chiếc xe này thì anh em đang mới thi công thôi. Màn hình 13 inch thì bên mình cũng quay lại rất là nhiều cho anh em xem rồi, cực kỳ là to và đẹp. Đây, đằng sau anh em đang lắp cam. Bên này thì là một chiếc Vios thì lắp màn hình TechVat TX24, nhưng ở đây là phiên bản Eco, phiên bản thường thôi nha. Đấy, với những dòng xe như này thì anh khách lựa chọn cái mã màn này nó phù hợp với chiếc xe của anh ý. Mã màn này thì có giá là 3.990.000, rất là hợp lý để chúng ta vào mạng nghe nhạc, xem phim, giải trí. Đấy. Hôm nay là ngày giữa tuần nên là xe cũng không quá là đông đúc lắm, cũng vừa đủ công việc để cho anh em làm thôi. Thì anh em nào đang chạy xe ô tô nhé, có nhu cầu nâng cấp này, có nhu cầu độ xe thì nhớ qua Trung Auto để ủng hộ bọn em nhé. Bên em thì các mã sản phẩm này có đầy đủ và có rất nhiều phân khúc và mức giá thì cực kỳ hợp lý để cho anh em qua, các anh em có thể lựa chọn cái mã sản phẩm phù hợp để lắp đặt lên chiếc xe của mình. Ngoài ra thì đội thợ bên em cực kỳ là chuyên nghiệp, quen tay, chia thành từng tổ, từng team riêng biệt và làm việc cực kỳ là chuyên nghiệp luôn. Nên mọi người có nhu cầu thì qua ủng hộ nha. Cảm ơn anh em.